Văn hóa dân gian là văn hóa gốc của dân tộc, sinh ra cùng với đời sống lao động của quần chúng nhân dân. Trải qua hàng ngàn năm, ông cha ta đã để lại một kho tàng đồ sộ các giá trị văn hóa nghệ thuật phong phú như ca dao, hò vè, các tín ngưỡng dân gian, các lễ hội, các loại hình diễn sướng như múa rối, ca trù, chống quân, hát sẩm và rất nhiều các trò chơi dân gian. Từng câu hò, điệu hát du, những điệu múa cho đến những câu ca dao tục ngữ, trò chơi dân gian đã khắc sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Việc phát huy các di sản văn hóa dân gian trong thời đại mới không chỉ là bảo tồn cho đúng các giá trị nguyên bản, mà còn phát triển thêm các giá trị tốt đẹp để làm phong phú đời sống tinh thần của mỗi người dân trong cộng đồng dân tộc. Chính vì vậy, nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian từ lâu đã được Đảng và Nhà nước đầu tư, quan tâm. Và để văn hóa dân gian sống với đời sống đương đại, thì một trong những giải pháp căn bản là giáo dục cho thế hệ trẻ về giá trị của văn hóa dân gian ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Kính chào quý khán giả của chương trình Câu chuyện văn hóa. Thưa quý vị, xã hội càng hiện đại thì dường như nhiều bản sắc văn hóa truyền thống càng có nguy cơ bị lu mờ. Chính vì vậy, nếu không thực hiện tốt việc lưu giữ di sản văn hóa quý báu được mệnh danh là văn hóa mẹ, văn hóa gốc của mọi văn hóa sẽ bị quên lãng. Chủ trương đưa văn hóa dân gian vào trường học đã trở thành hoạt động thường xuyên được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức thời gian qua, đã và đang mang đến tín hiệu tích cực về việc khôi phục và gìn giữ giá trị truyền thống này. Cuộc sống hiện đại, những chiếc smartphone trở nên phổ biến, game online không còn xa lạ với hầu hết các em học sinh. Những trò chơi dân gian dần đi vào quên lãng. Trong khi đó, mặt trái của những thiết bị công nghệ này đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển tinh thần và thể chất của học sinh. Trước thực tế này, tháng 10 năm 2022, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, hoạt động trong các ngày lễ, kỷ niệm. Hướng dẫn rất đầy đủ từ tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, gợi ý trò chơi ở mỗi cấp học nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Sở Giáo dục và Đào tạo thì đã tổ chức lựa chọn được 23 nội dung văn hóa, trò chơi dân gian để đưa vào thành các hoạt động trong trường học từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông như là hát chống quân Đức Bác, hát sóng cô của dân tộc Sán Dìu hay như các trò chơi ô ăn quan, trốn tìm, bịt mắt đánh trống. Các nội dung này đã được biên soạn thành một bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức các trò chơi và đã được 100% các trường học, cơ sở giáo dục đưa vào các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trong các ngày lễ kỷ niệm của nhà trường. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực sưu tầm, đưa trò chơi dân gian vào kế hoạch hoạt động ngoại khóa, tăng cường lồng ghép tổ chức các trò chơi dân gian vào các tiết sinh hoạt. Điều này được các em học sinh vô cùng thích thú đón nhận. Phụ huynh cũng đồng tình hưởng ứng. Việc duy trì, phổ biến và nhân rộng các trò chơi dân gian trong nhà trường không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em trau dồi thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa của dân tộc, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay. Việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học đã tạo được tiền đề để cho việc nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Có thể nói, việc đưa các trò chơi, trò diễn dân gian vào trường học đã thực sự tạo ra một sân chơi lành mạnh, đặt ra những nền móng để các em trở thành những công dân mang tinh thần nét đẹp, truyền thống của người Việt Nam nói chung và của Vĩnh Phúc chúng ta nói riêng. Ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã giao cho các thầy cô tổng phụ trách đội và hướng dẫn cùng với cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn các em tham gia các trò chơi dân gian, được đưa vào các chương trình ở trong những giờ ra chơi và cũng vào những cái buổi chiều thứ sáu hoạt động ngoại khóa thì đã được học sinh, giáo viên và phụ huynh ủng hộ rất là cao, và từ đó thì giúp cho các em giảm bớt cái áp lực học tập và có một cái tinh thần thoải mái để giúp cho cái hoạt động giáo dục của nhà trường ngày một tốt hơn.
Vĩnh Phúc vinh dự có di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát chống quân Đức Bác, huyện Sông Lô. Từ năm 2021, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc này đã được đưa vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đức Bác. Việc giảng dạy trực tiếp hát chống quân Đức Bác đã trao truyền tinh hoa văn hóa của địa phương cho thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc cho các em. Nhỏ đến lớn, cháu đã được nghe ông bà, bố mẹ hát những giai điệu chống quân và cháu cảm thấy rất là thích. Và bây giờ cháu đã được các thầy cô giáo truyền đạt lại những bài hát chống quân thật là hay và ý nghĩa. Qua đây, cháu rất tự hào và yêu thích quê hương của mình. Hiện nay địa phương kết hợp với nhà trường cũng như phòng giáo dục là tổ chức đã được 2 năm rồi. Thì mỗi năm tổ chức một kỳ. Năm ngoái chúng tôi cũng đã cùng với Trung tâm Văn hóa tỉnh là về giảng dạy cho các cô ở trên huyện. Sau đó là về các xã thì dạy cho các trường. Thì đến năm này năm thứ 2, khóa thứ 2 thì cũng dạy từ tiểu học đến trung học. Thì thời gian dạy thì nó cũng không được dài nhưng mà các cháu là cũng tập trung rất đông đủ và rất nhiệt tình. Và làn điệu này thì nó cũng là làn điệu rất dễ hát, làn điệu giao duyên, nhưng các cháu là thẩm âm rồi thẩm cái giọng hát là rất nhanh. Việc đưa văn hóa dân gian vào trong môi trường học đường có mục đích cuối cùng là để giáo dục cho thế hệ trẻ không lãng quên các nét đẹp văn hóa dân tộc. Bởi mỗi học sinh là nguồn lực để phát triển đất nước trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, tổ chức cho các em tham gia các trò chơi dân gian, đưa văn hóa dân gian vào trường học, giúp các em học sinh phát triển ngôn ngữ, đạo đức, tinh thần tập thể, tình yêu quê hương, từ đó có ý thức bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một ngôi trường, nơi mà các thầy cô cùng các em học sinh đang làm sống dậy những trò chơi dân gian tưởng chừng đã dần bị quên lãng giữa nhịp sống hiện đại. Hội thi các trò chơi dân gian là chủ đề của chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường Trung học Phổ thông Kim Ngọc. Những trò chơi dân gian tưởng như xa lạ với thế hệ trẻ ngày nay đang được sống dậy giữa môi trường học đường. Hàng trăm học sinh cùng các thầy cô giáo tạm quên đi những giờ học căng thẳng bằng một không khí sôi động, hào hứng khi cùng tham gia các trò chơi bắt chạch trong chum, đổ nước vào chai, bịt mắt đập chai, di chuyển trên gạch. Được thay đổi cho phù hợp với nguyên liệu từ cuộc sống hiện đại như đập niêu được thay bằng đập chai, đi trên dây, trên cầu tre thay bằng giữ thăng bằng di chuyển trên gạch. Nhưng mỗi trò chơi vẫn giữ nguyên được tinh thần của trò chơi dân gian gốc, là minh chứng cho sự khéo léo, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sức trẻ. Các trò chơi đã mang lại không khí vô cùng sôi động và những tiếng cười sảng khoái cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em học sinh. Các trò chơi dân gian thì đối với ngày xưa thì rất là phổ biến, nhưng mà đối với thế hệ ngày nay của chúng em thì rất là muốn khao khát có được trò chơi dân gian, và Trường Trung học Phổ thông Kim Ngọc đã giúp chúng em mang lại được niềm vui ấy. Với xã hội công nghệ thông tin rất phát triển hiện nay thì mạng xã hội và các trò chơi điện tử thì xuất hiện rất là nhiều, khiến các bạn trẻ sẽ bị sa nhãng vào cái điều đấy. Nó sau một buổi học rất là vất vả, mà nếu như thế thì sẽ khiến cho bản thân mình căng thẳng hơn. Thì ở trường em vào những dịp như là 20 tháng 11, 20 tháng 10, 26 tháng 3 thì tổ chức các trò chơi dân gian để có thể giúp chúng em nhớ lại và giữ lại những nét đẹp truyền thống dân tộc của Việt Nam mình ạ. Ngày hôm nay là em được tham gia trò chơi bí mắt đập chai. Trò chơi này rất là thú vị và nó không chỉ giúp cho bọn em rèn luyện sức khỏe và còn nó thể là giúp cho bọn em có thể cùng nhau gắn kết hơn trong các trò chơi và có thể giải tỏa được căng thẳng trong những giờ học ạ. Không chỉ ở trường học tổ chức các cái trò chơi dân gian, mà tôi nghĩ rằng là các trò chơi dân gian nên được phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của các bạn, và bố mẹ cũng nên tổ chức các cái trò chơi, một số các cái trò chơi để có thể kéo học sinh ra khỏi các cái điện tử rồi thì điện thoại của các con. Và theo tôi thì trò chơi dân gian là một trong những cái hoạt động mà nên được tổ chức theo chủ điểm hàng tuần, hàng tháng ở các nhà trường.
thay vì ngồi bấm điện thoại, lướt mạng xã hội trong những giờ giải lao. Giờ đây, mỗi em học sinh đều được hòa mình vào một không khí sôi động của những trò chơi dân gian. Mỗi trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là thú tiêu khiển, mà còn rèn luyện cho các em về thể chất, về sự phán đoán, óc tư duy sáng tạo, biết yêu thương con người, yêu thương thiên nhiên và cuộc sống xung quanh mình. Từ đó hình thành tốt kỹ năng sống và giá trị sống để vận dụng vào thực tiễn hàng ngày. Và đặc biệt hơn là cùng giữ lại những giá trị văn hóa xưa. Vâng, việc đưa văn hóa dân gian vào trường học đã được nhiều trường tái hiện khá sinh động. Mỗi trường học đều có những hình thức tổ chức phù hợp bản sắc của địa phương mình, tạo nên sự tổng hợp về văn hóa dân gian phong phú, đa dạng. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, phát triển trí tuệ, văn hóa dân gian còn là sự kết nối thế hệ, là nền tảng vững chắc để học sinh hiểu rõ hơn về nguồn gốc và truyền thống văn hóa đất nước mình, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam trong lòng thế hệ trẻ. Câu chuyện văn hóa hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.